Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Cuba đạt thỏa thuận khôi phục dịch vụ bưu chính. Tin từ Havana, Cuba. Hoa Kỳ và Cuba công bố hai nước đồng ý khôi phục dịch vụ bưu chính trực tiếp sau một nửa thế kỷ bị đứt đoạn. Đây là một trong những thỏa thuận song phương đầu tiên sau khi hai cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao từ tháng 7. Người dân Cuba hoan nghênh thỏa thuận vì nhờ vậy mà họ không phải gặp rắc rối khi phải gửi thư sang Hoa Kỳ thông qua nước thứ ba. Công bố trên được đưa ra hôm thứ Sáu, trước buổi lễ đánh dấu một năm, hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba tìm kiếm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hôm ngày 17 tháng 12 năm 2014. Đứng xếp hàng tại một bưu điện ở Havana, anh Victor Valet nói, việc khôi phục dịch vụ bưu chính là điều rất quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia. Alexa Patrick là công dân Hoa Kỳ đang học tập tại Havana cho biết cô gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc với gia đình và bạn bè đang ở Hoa Kỳ. Cô nghĩ rằng là một thỏa thuận tuyệt vời, hy vọng từ nay thư từ hoặc bưu phẩm sẽ được chuyển qua lại trực tiếp giữa hai nước. Những người tham gia đàm phán cho biết các cuộc đàm phán về dịch vụ bưu chính được tiến hành trước khi hai bên khôi phục quan hệ ngoại giao. Lúc đó, các quyền chức cao cấp của hai chính phủ đưa dịch vụ bưu chính vào một số lĩnh vực hợp tác song phương, gồm ngăn chặn ma túy, nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ môi trường.